Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi livestream ngày hôm nay của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Và hiện tại là mình đang ở trong phòng phòng tay khám dịch vụ. Thì hôm nay là mình có livestream một ca là đang cắt chỉ vết thương của mình, kiểm tra tình trạng dáng mũi. Thì đối với ca ngày hôm nay là chị khách hàng xinh đẹp này đã làm dịch vụ là nâng mũi cấu trúc fascia. Thì tính đến ngày hôm nay là đã được 10 ngày rồi nha các bạn. Thì thường là đối với một dịch vụ nâng mũi thì mình sẽ nẹp cố định tầm khoảng là 10 ngày. Khách hàng đến tái khám kiểm tra tình trạng vết thương. Nếu vết thương của mình phục hồi ổn định thì mình sẽ không cần phải nẹp nữa, thì mình có thể là cắt chỉ hẳn luôn rồi ạ. Và ngày hôm nay là chị sẽ bắt đầu là cắt chỉ về cái phần trụ mũi ạ. Còn về phần vị trí lấy con thái dương thì mình cắt chỉ sau khoảng bao nhiêu ngày hả bạn y tá? 10 ngày luôn đúng không ạ? Dạ rồi ạ. Thì đối với cái vị trí mà mình lấy con thái dương hay còn gọi là phương pháp fascia, là phương pháp độc quyền tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, thì mình sẽ cắt chỉ cùng ngày với lại là tháo nẹp mũi và cắt chỉ là trụ mũi luôn ạ. Thì tại sao mình lại nói là phương pháp độc quyền tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus? Bởi vì phương pháp này bác sĩ Huy là sẽ sử dụng là một phần là cân thái dương ở ngay cái vị trí này ạ. Mình sẽ lấy một khoảng là 4x4cm để mình có thể là vừa bọc cái phần trụ mũi và vừa bọc phần thân sóng mũi để giúp cho cái tình trạng da của khách hàng bị mỏng ban đầu, thì nó sẽ là giảm thiểu được cho mình là cái tình trạng là sau này nó sẽ không còn tình trạng là bị lộ sóng mũi nữa, cũng như là bóng bóng đỏ đầu mũi ạ. Thì những cái trường hợp này thường nó sẽ xảy ra khi mà tình trạng da khách hàng rất là mỏng, không được cho phép để mình có thể là nâng cao hơn phù hợp với gương mặt của khách hàng ạ. Cho nên là phương pháp nâng mũi cấu trúc đi kèm với lại là fascia thì nó là rất là quan trọng để có thể là quyết định được cho khách hàng là một dáng mũi đẹp, cũng như là nó sẽ cố định cho mình là về sâu và về dài luôn ạ. Chị ơi, hiện tại là mình có cảm giác bị đau gì không chị? Không. Dạ không, mình rất là thoải mái đúng không ạ? Dạ rồi, thì đối với mà khách hàng khi mà đến hẹn tái khám dịch vụ và cắt chỉ thì thường sẽ là diễn ra trong vòng là khoảng là từ 20 cho tới là 30 phút nha các bạn. Đây ạ, dáng mũi của chị rất là đẹp luôn ạ. Hiện tại là trong góc nghiêng này thôi là mình đã thấy được dáng mũi nó đã cao hẳn hơn và phù hợp hơn với gương mặt của khách hàng rồi ạ. Mình chưa còn là phải xem những cái bức hình cũ của khách hàng để mình có thể là phân tích, nhưng mà hiện tại là mình đã thấy được dáng mũi của chị rất là đẹp. Nó phù hợp hơn với gương mặt cũng như là ba tầng gương mặt hiện tại thì mình đang được thấy đây. Tầng thứ nhất nè, tầng thứ hai và tầng thứ ba hiện tại là đang có tỷ lệ cân bằng và đối xứng với nhau rất là đẹp luôn ạ. Thì hiện tại là Thẩm mỹ viện trong tháng này có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi và khuyến mãi dành cho dịch vụ nâng mũi cấu trúc fascia. Thì những bạn khách hàng nào mà đang có vấn đề gặp rắc rối về dáng mũi của mình, cũng như là mình tự ti về cái gương mặt của mình không được đẹp và thu hút, thì hãy đến ngay Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus để được đội ngũ chuyên viên tư vấn cho mình những cái phương pháp khắc phục dáng mũi phù hợp, cũng như là báo giá ưu đãi cho mình luôn ạ. Dạ đây, đây là mình đang diễn ra là đang cắt chỉ ở phần trụ mũi của khách hàng ạ. Đây là về phần trụ mũi đấy ạ. Dáng mũi chuẩn dáng hạt chanh rất là đẹp luôn ạ. Thì đối với những cái vết thương này thì nó sẽ lành hẳn cho mình là tầm khoảng là từ 2 cho tới 3 tuần. Thì khi mà khách hàng mình về nhà á, mình có thể là mua thêm thuốc trị sẹo, thuốc bôi sẹo á, để giúp cho cái vết thương này nó sẽ liền sẹo cho mình rất là nhanh chóng luôn ạ. Và khi mà các bạn là làm dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, ngoài những dịch vụ mà đội ngũ chuyên viên y tá cũng như bác sĩ Huy là làm dịch vụ cho mình, thì khi mà khách hàng về nhà thì mình sẽ được là đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng chăm sóc của mình rất là chi tiết, từng khâu từng giai đoạn luôn ạ. Thì mình sẽ tái khám sau khoảng là một tháng nữa để kiểm tra tình trạng dáng mũi của mình nó đã ổn chưa. Và hiện tại là mình đang được thấy đây là dáng mũi của chị khách hàng này nó chưa hoàn thành, nó chưa có phải là cái dáng mũi hoàn chỉnh đâu nha các bạn. Nó đang còn bị sưng và bị vòng nhẹ ở bên phía dưới cái phần là đầu mắt. Thì đối với tình trạng là dáng mũi nó sẽ gom gọn lại đều và đẹp nhất là trong vòng là khoảng là từ 2 tháng trở lên. Thì trong cái giai đoạn khoảng 2 tháng mình kiêng cữ đó, mình bắt buộc là phải kiêng cữ đồ ăn thức uống như là rau muống, thịt bò, hải sản để giúp cho dáng mũi của mình nó sẽ mau lành hơn nha các bạn. Và rồi, hiện tại là mình vừa livestream một ca tại phòng tái khám, khách hàng đang cắt chỉ
À, làm dịch vụ là nâng mũi cấu trúc fascia khoảng được là 10 ngày rồi, thì tình trạng là vết thương của chị đang trong quá trình tiến triển rất là ổn luôn, cho nên là mình sẽ là không cần phải đẹp cố định nữa. Và những bạn nào đang có nhu cầu thì hãy inbox trực tiếp ngay cho phần tài chính nhé các bạn. Buổi live stream ngày hôm nay mình sẽ xin kết thúc tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những buổi live stream lần sau ạ.